Rồi chúng ta nghe kỹ. Chúng ta sẽ học cái bài giảng 5. Cân bằng phản ứng sơ khử. Mình sẽ cân bằng cái loại cái vựng thứ hai. Mức độ thì thằng này sẽ khó hơn bữa trước một chút xíu. Đó là cân bằng phản ứng sơ khử có hai chất khử và một chất oxa xóa. Được chưa? Và chúng ta cân bằng phản ứng có tỷ lệ. Được chưa? Trong cái bài này là bài khó hơn phần 1. Chúng ta đến ví dụ đầu tiên. Khi mà mình tiếp nhận được một cái phương trình ô sơ khử mà nó có đụng tới hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố kim loại và một nguyên tố lưu huỳnh, được chưa? Thì chúng ta coi như đây là một hợp chất, nhưng đó là hợp chất cô đơn, hay nói khác là nó nằm trong một hợp chất nhưng chúng ta xem nó như là hai đơn chất. Tức là trong cái thằng này mình xem nó là không, nó là không, được chưa nào? Tiếp tục, oxy đây đơn chất là không. Ở đây cả ba nguyên tố đều thay đổi luôn. Bữa trước là mình chỉ có hai nguyên tố thay đổi, được chưa? Mà có một chất khử, một chất oxy hóa. Hôm nay chúng ta sẽ là gì? Sẽ có ba. Oxy đây là trừ hai, thì tổng bằng không, sắc đây dương ba, trừ hai thì thằng này là dương dương bốn. Chúng ta nhận thấy như sau: sắc của mình tăng từ không lên dương ba, oxy chúng ta là tăng từ không lên bốn, oxy giảm này, giảm từ không xuống trừ hai. Như vậy trong bài toán này thì không cần phải lăn tăn, được chưa? Chúng ta sẽ dành cho FeS và dành cho oxy, được chưa em ạ? Vì sao? Thằng này là đơn chất, còn oxy chúng ta là đơn chất, không cần phải suy nghĩ nhiều. Rồi thì khi mình áp dụng á, thì bây giờ cái thằng này nó khó hơn này, thì chúng ta tính rời thôi. Trong này mình có cả sắc và cả lưu huỳnh, thì tính từng thằng một. Trong này có một sắc thay đổi và trong này có một lưu huỳnh thay đổi, được chưa? Từ 0 lên 3 là 3, từ 0 lên 4 là 4. Rồi trong này có hai oxy thay đổi, khoảng cách từ 0 xuống trừ 2 là 2. Đó, cái đó là 3 cộng 4 là 7, bên đây là 4, 7 4 bắt chéo là 47. Xong, xong được 99% rồi. Bên này 4 sắc, bên này 2 sắc, đặt đây 4, sau đó đặt đây 2. Tiếp tục, bên này có 4 lưu huỳnh, đây có một lưu huỳnh, đặt 4. Chúng ta kiểm tra oxy 14, đây là 6, 6 cộng cho 8, 14 đủ. Ai kiến gì không ạ? Thầy nói lại cái chỗ mà số oxy hóa của FES đi thầy, nãy em chưa có nghe. Cái chỗ FES hay là bảo toàn A? FES đó thầy, nếu mà không không á. Rồi ok. Khi mình làm cái bài, một cái bài tập, hay khi chúng ta tiếp nhận một cái thông tin về phân cân bằng phản ứng ô sơ khử mà chúng ta xuất hiện đó là hợp chất của kim loại với lưu huỳnh, thì coi như nó là hai đơn chất, tức là nó là hợp chất nhưng đặt tên là hợp chất cô đơn, hợp chất mà được xem như là đơn chất, tức là ở đây là hai cái không. Có kiến gì không em ơi? Ok rồi thầy. Rồi chúng ta đến với ví dụ 2 này. Trong ví dụ 2 này mình nhìn thấy như thế này: hợp chất này có ba nguyên tố đúng không em? Đó, mà chúng ta thấy là ba nguyên tố này là có nguyên tố kim loại là đồng và sắt, và nguyên tố là lưu huỳnh. Khi mình gặp một cái phương trình mà có kim loại và lưu huỳnh thì coi như là đây là hợp chất cô đơn, hay nói khác là ba thằng này là đơn chất, chứ đừng đi xác định số hộ số của mấy thằng này thì chúng ta sẽ bị vướng, được chưa nào? Oxy đây là đơn chất, oxy là trừ hai thì thằng này là dương hai, thằng này là dương ba. Đây trừ hai nhân hai là trừ bốn để tổng bằng không, lưu huỳnh ở đây là dương dương bốn. Trong trường hợp này mình thấy đồng tăng, sắc tăng, sắc tăng là chương trình cá mập đây em ha. Rồi oxy này, oxy từ không xuống trừ hai. Rồi ở trong trường hợp này chúng ta sẽ dành cho CuFe S2 và dành cho O2, được chưa em ạ? Rồi bạn nghe kỹ. Trong trường hợp này chúng ta xét từng thằng một. Ở đây có một đồng thay đổi, mình xét đồng nha, qua cách từ 0 lên 2 là 2. Tiếp tục chúng ta khảo sát thứ hai là sắt. Sắt chúng ta ở đây là một sắc thay đổi, khoảng cách từ 0
lên 3 là 3. Bạn biết là tôi chứng minh 1 năm, hơn 2 năm để đi chứng minh một cái công thức cân bằng của sơ cử thôi. Và bây giờ là các bạn được sử dụng nó. Đây là 2. Nếu cách cân bằng của thầy cô nào mà trùng thầy thì sẽ không bao giờ có đâu. Bởi vì đây là cách của tôi. Đây 4 này. Được chưa? Đó, xong. Tiếp tục là chúng ta đến oxy này. Oxy chúng ta có hai nguyên tử oxy thay đổi, khoảng cách từ 0 xuống trừ 2 là 2. Nhìn oxy nha, đừng nhìn lung tung. Rồi chúng ta chịu khó ghi ghi lại cho mình đi. Vì trong này không nhẩm được, hiểu không? 2 cộng 3 là 5, 5 cộng 8 13. 13 4 thì là 4 13. 4 cu, 4 cu. 4 sắc B2 thì nhân 2. 4 nhân 2 là 8, thì đây là 8. Được chưa em ạ? 10 13 nhân 2 là 26. 4 này. 4 cộng cho 6 là 10. 10 cộng 16 là 26 độ. Rất là bình thường luôn. Các bạn có kiến gì thì hỏi đi. Cái kiến gì không ạ? Rồi chúng ta đến ví dụ 3 này em ơi. Trong này chúng ta nhìn ở đây mình có, ở đây bản chất nó hơi phức tạp em nha. Rồi trước khi làm thì em hãy nhìn cái bản chất mình khoanh đây. H2O4 đặc của chúng ta, bản chất của một, bản chất của H2O4 đặc khi tác dụng với nhiều chất thì bản chất của nó sẽ về NO2 và nước. Còn H2O3 loãng sẽ về NO và nước. Mình nắm được này cho rõ đi. Như vậy trong trường hợp này mình thấy là sắt và oxy, xin lỗi, sắt và lưu huỳnh chúng ta nằm trong một hợp chất và chúng ta coi như nó là đơn chất. Nãy chị nói rồi, không cần nói nữa. Không, không. Sắt trong này là sắt dương 3. Lưu huỳnh ở đây là dương dương 6. Sắt tăng lên dương 3 này, lưu huỳnh tăng lên dương 6 này. Tiếp. Nitơ trong H2O3, nitơ trong H2O3 là dương 5. Nitơ trong H2O3 là dương 5. Vì nitơ trong NO2 là dương 4. Đừng bao giờ, được chưa, đi xác định số sắt của hydro và oxy vì nó nằm trong hợp chất không thay đổi. Và cũng đừng bao giờ đi xác định số sắt của nitơ trong NO3 bởi vì đằng trước NO3, đằng sau NO3 không thay đổi. Được chưa? Do đó ở đây chỗ FeNO3 tất cả 3 lần là vị trí nitơ không xác định vì không đổi. Thế thôi. Đây mới là gọi là phần khó nè em. Đây nghe kỹ. Khi đó chúng ta sẽ áp dụng công thức cân bằng ngay cho FeS2 vì nó là đơn chất. Tròn đã xong, còn vuông. Vuông thì H2O3 chúng ta là axit vứt, NO2 là oxit chọn. Được chưa? Rồi chúng ta có nè. Trong này mình có một sắt thay đổi. Khoảng cách từ 0 lên 3 là 3. Trong này chúng ta có hai lưu huỳnh thay đổi. Khoảng cách từ 0 lên 6 là 6. Trong này có một nitơ thay đổi, khoảng cách từ 5 về 4 là 1. 3, thôi chúng ta làm từ từ ghi lại đi, chứ chỗ này nhầm, đôi lúc nhầm nhanh quá. Nhầm nhanh quá là sai đó. Sau này mình bỏ tọa A, mình nhớ thầy là có vì cái số oxy hóa của NO2 chúng ta mãi là số 1 thôi. Vì NO2 này là do H2O3 dương 5 về NO2 dương 4. Được chưa nào? Tiếp. 3 cộng cho 2 nhân 6, 2 nhân 6 là 12 cộng 3 là 15. 15 1 thì bắt chéo là 1 15. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ cân bằng sắt. Sắt V trái là 1, V phải là 1. Tiếp theo sẽ cân bằng lưu huỳnh. Đây 2, đây có một lưu huỳnh đặt 2. Tại sao tôi đặt dấu chấm thì tôi mới giải thích cho bạn. Bởi vì trong quá trình mình cân bằng ấy thì số 1 người ta không ghi, được chưa? Cho đó tôi biểu thị bằng dấu chấm.
Đáng lẽ mình có thể ghi số 1, mà ghi số 1 thì nó nhìn khó khó coi lắm, cho thôi thôi đặt dấu chấm nha. Đó là lý do chúng ta cân bằng nitơ 18 nitơ, đúng không em? Đây 1 đặt 18. 18 hydro mà bên này 2 hydro rồi, nhân 9. Được chưa? Đúng hay sai là do bé anh quyết định. Bé anh tức là bé oxy đấy. 18 nhân 3, em kiểm tra anh bên trái là bao nhiêu? 54. 3 nhân 3 cộng cho 2 nhân 4 cộng cho 15 nhân 2 rồi cộng cho 9. Em kiểm tra hử? 56. 54. Ủa, sai chỗ nào? À, thì đây chúng ta thấy có một chỗ sai. Mà nếu mà sai hay oxy oxy sai thì do hydro á. Được chưa? Như vậy vị trí này chúng ta bỏ đi. Được chưa? Mình cân bằng lại hydro. Hồi nãy mình đếm thiếu này. Đây 18 hydro này. Đây có 4 hydro rồi em ha. Và cái đó là gì? Chỗ này là số mấy em? 18 trừ đi 4 còn lại 14. Thì thằng này là 7 thôi. Cái đó chúng ta sửa lại cho thầy bên này. Và mình tính lại. Đây. Thì nó không. Đây là bao nhiêu ta? Như đây. Thì bấm lại nha. Bấm lại với trái cho mình đi. Bấm bấm đi. 18 nhân 3 nè. 54. 3 nhân 3 cộng 8 này, 24 là 8 này. Cộng 15 nhân 2 cộng 7. 54 đó. Hãy nhớ là hãy kiểm tra chứ đừng có vội vàng, bởi vì đôi lúc mình làm thì mình bị ẩu một xíu, giống như thầy nãy á. Thầy bị ẩu hydro nhìn nhanh quá mà. Được chưa? Còn nếu bạn nào cẩn thận nhưng mà vẫn có thể bị sai, bởi vì bơm mình rải khắp khắp nơi luôn. Không hydro thì oxy. Cái gì không ạ? Và ở đây mình sẽ nói cho bạn cái giá trị của công thức cân bằng E 15 mol Fe2 và 1 lần mol NaOH này. Chúng ta biết là công thức này nó sẽ cực kỳ hiệu quả đối với những cái bài tập là gì? Người ta cho khối lượng thằng này hỏi thể tích thằng này, hoặc là cho thể tích thằng này hỏi khối lượng thằng này. Tức là thông thường là các bạn phải viết phương trình ra cân bằng. Rồi, sau đó tính mol rồi chuyển mol rồi tính khối lượng rồi tính thể tích. Tuy nhiên, nếu dùng được bảo toàn E thì cái việc đó chúng ta chỉ cần xây dựng một cái công thức là xong hết. Được chưa nào? Rồi, chúng ta đến ví dụ 4 em nha. Rồi, cũng vậy thôi em. Rồi, thì kinh nghiệm cho thấy rồi. Nhưng cái khó nhất của bài toán này, nghe kỹ nha. Các bài này nó giống như bài nãy, khó chứ không phải dễ đâu. Cảm ơn chốt và hiểu này. Bản chất là H24 đặc của chúng ta khi tham gia phần ô sơ cử thì về SO2 và nước. Phần còn lại sẽ về Fe2, F4 tất cả ba. Đó. Đỏ về nhà đỏ, được chưa? Trắng về nhà trắng. Được chưa? Còn nước Mỹ thì phải là về nhà trắng rồi. Việt Nam mình thì không biết. Đơn chắc là không này, đơn chắc là không này. Được chưa? Thằng này là dương dương 6 này. Thằng này dương mấy? Dương 3 này, được chưa nè? Ở đây chúng ta nhớ này. Lưu huỳnh ở đây là dương 6 này, thì đây là dương 4 này, VOCl trừ 2 này. Lưu huỳnh chúng ta ở đây là gì? Là giảm. Còn sắt ở đây là từ 0 lên dương 3. Câu hỏi đặt ra của thành gì dành cho bạn đó là thế bạn suy nghĩ là lưu huỳnh trong hợp chất FeS2 hay nói khác là lưu huỳnh không mà với trái đấy sẽ về đâu? Về SO4 hay là về SO2? Trả lời. Thùy Linh, theo em thì lưu huỳnh không về lưu huỳnh dương 4 ở SO2 hay là về dương 6 của SO4? Bởi vì mình chưa khoanh nó mà. Bây giờ theo em thấy nó đi đường nào? Hả? SO2 thầy. Rồi, ok, cảm ơn em. Bạn nào có suy nghĩ khác nào? Nãy ta vừa giảng cho bạn xong là gì? Trắng về nhà trắng đúng không? Mà nước Mỹ thì nó về nhà trắng rồi. Bạn thấy không? Thì nó sẽ về SO4 cho em, sẽ về SO2 được. SO2 là do H4 đặt gây ra mà. Hiểu không em? Các bạn có hiểu không ạ? Nghe lại nha, H4 đặc, bản chất của H4 đặc khi tham gia phản ứng sơ cử thì sẽ về SO2 và nước, được chưa? Còn nếu mà lưu huỳnh này về SO2 nữa thì vô lý, được chưa nào? Hiểu không?
ai về nhà Có đó đó. Như vậy trong trường hợp này đừng đừng gắn ép cho lưu huỳnh về nhà SO2, vì SO2 là nhà của H4 đặt, như vậy nó sẽ về đây. Hiểu được điều này chưa? Thì khi đó là bài toán chúng ta sẽ dễ. Chúng ta có F2, S2 và SO2. Nào dễ làm trước. Từ 6 về 4 khoảng cách là 2. Một lưu huỳnh thay đổi. Ở trong này có một sắc thay đổi. Khoảng cách từ 0 lên 3 là 3. Trong này có hai lưu huỳnh thay đổi, hai lưu huỳnh thay đổi này. Khoảng cách từ 0 lên 6 là 6. Được chưa? Và thông thường cái bài này là chúng ta cân bằng không đúng hay nó khác bằng sai là chúng ta hiểu lưu huỳnh từ 0 lên nhân 4. Tí mình sẽ làm cho bạn xem tại sao nó sai. Trước khi làm thì mình xin phép là ăn trộm nó xíu. Cốp lại đã. Tôi bỏ chỗ này để tí tôi làm. Đó. Nghe kỹ nha. Cái đó mình sẽ có như thế này. 3 cộng cho 12 là 15. Bên này là 15 này. Bên này là 2 này. Như đã nói là mình có làm 100 năm nữa thì SO2 chúng ta mãi là số 2. Được chưa em ơi? Được chưa em ạ? Rồi. Chúng ta làm việc này như sau. Bắt chéo 15 2 bắt chéo là 2 15. Đây hai sắc, đây có hai sắc chấm đủ. Tiếp tục bên này là ba lưu huỳnh. 3 cộng 15 là 18. Đặt đây 18 sai mất tiêu. Lý do? Lý do mình sai cực kỳ đơn giản, đó là chúng ta bị sót lưu huỳnh bên này. Bơm mình nó rải đầy luôn á, cho đó kiểm tra cho kỹ. Nhìn cho kỹ rồi đặt con số vô, chứ không phải đặt số liều luôn cũng được. Được chưa? 2 nhân 4 là 2 nhân 2 là 4. Và bên này là 18, 18 mà trừ 4 thì còn lại 14. 14 hydro. Đây 2. Thì cuối cùng đây là 14. Được chưa? Kiểm tra báo anh. Được chưa? Sai hay đúng hay không là do anh kiểm tra. Kiểm tra OCD. 14 nhân 4. 14 nhân 4 là 56. Được chưa? Bên phải này. 4 nhân 3. Cộng cho 15 nhân 2. Rồi cộng cho 14. 56 độ. Được chưa em ơi? Như vậy oxy hai vế bằng nhau rồi, như vậy đã là được cân bằng. Thế thôi, các bạn có ý kiến gì không? Giải đáp. Còn nếu không có ý kiến gì thì chắc là mình mượn cái câu này, nhưng mà nãy mình là cố gắng làm cho nó sai đi, được chưa? Mình sẽ mượn lại câu này nhá. Nhưng bây giờ tôi sẽ cân bằng nó khác đi, tức là ở đây mình không xét nó về dương 6 nữa, mình xét về dương 4 coi thử nó có làm sai hay không, hiểu không? Tức là mình đang dạy cho bạn là khi mình sai rồi thì liệu mình có may mắn để trúng hay không. Được chưa em ạ? Rồi cái chỗ này mình xóa đi. Đó. Rồi như vậy trong trường hợp này là bạn cho nó về dương 4. Theo suy nghĩ của Thùy Linh là như vậy. Mình xem thử nha. Có gặp may hay không. Đôi lúc là lại gặp may là trúng đây. Rồi từ 2, đây là hai lưu huỳnh thay đổi. Khoảng cách từ 2 lên 4 là 4. Chỉ có vị trí này thay đổi thôi. Cái đó là gì? 3 cộng cho 8 là 11. Được chưa em ạ? 11, 2 thì mình bắt chéo cho nhau là 2, 11. Được chưa? Chúng ta coi thử. Tiếp. Tiếp theo của chúng ta đó là, nghe kỹ nha. Đó là gì quên rồi. Chúng ta đi cân bằng sắc. Sắc bên đây là 2. Đây 2 dấu chấm. 3 lưu huỳnh cộng cho bao nhiêu? 11 lưu huỳnh là 14 lưu huỳnh. Đây 2 rồi. Thì đây là 10. Được chưa? 10H2. Thì đây là 10H2. Được chưa? Chụp đầu oxy kiểm tra. Chụp đầu oxy kiểm tra là như thế này. 10 nhân 4 là 40. Đây là 12 này. 12 cộng 22 là bao nhiêu? 12 cộng 22 cộng cho 10 nữa là 44. Như vậy ai sai? Các bạn sai hay là phương pháp sai? Các bạn, cách này là sai đúng không?
Hãy nhớ nha, chia nhiệm vụ ra. Trong một phần xác thử thì có chất thử và chất câu xóa, thì mỗi chất làm một nhiệm vụ khác nhau, không gắn ghép nhiệm vụ của H4 cho lưu hình đơn chất được, hiểu không ạ? Lên hiểu không lên ơi? Không gắn nhiệm vụ của thằng này, thằng mà sinh ra H2 này là H4 đặt, thì số xóa nó là từ dương 6 và dương 4, còn của chúng ta là từ đây lên bên đây mới đúng này đó, được chưa? Được không em ơi? Dạ rồi thầy. Thầy giảng có rõ không? Và bạn làm sai tôi còn phải chứng minh cho bạn sai, cho bạn tâm phục khẩu phục chứ. Mà hình như đúng rồi, coi kính gì nữa không ạ? Coi kính gì nữa không ạ? Ở đây là hợp chất cô đơn, được chắc hết. Nitơ đây là dương 5. Như đã nói này, hãng độ ba loãng thì về NO và nước chia nhiệm vụ ra nha. Đồng trường hợp này là dương 2, sắt đây dương 3, lưu huỳnh này là dương 6, đằng đây là dương 2. Có ai cái thắc mắc về cách xác định số xóa tài hay không? Tăng nè, giảm nè. Đó. Chứ không phải vô xác định vị trí nào, xác định cả hydro oxy xác định luôn, nó cười cho. Rồi, trong này có một đồng thay đổi, khoảng cách từ 0 lên dương 2 là 2. Trong này có một sắt thay đổi, khoảng cách từ 0 lên 3 là 3. Trong này có hai lưu huỳnh thay đổi, khoảng cách từ 0 lên 6 là 6. Rồi, trong này có một nitơ thay đổi, khoảng cách từ 5 về 2 là 3. Rồi, chúng ta ghi lại cho thầy đi. Đó, tất cả mọi bài các bạn đều phải làm được, thế mới là phương pháp hay. Chứ cứ còn dạy nửa đường có bỏ, con người ta dở chợ kêu là phương pháp thầy hay lắm, còn đợt sau mới tự bay nghiên cứu, đợt sau khó lắm. Thầy làm không được là vứt. Tính cho thầy đi em ơi. 2 cộng 3 là 5, 5 cộng cho 12 là 17. 17 3 bắt chéo là 3 17. Như bạn mà lại thấy cái số to to là thấy nghi ngờ là sai rồi, cứ bình tĩnh, hay làm xong mà kiểm tra nhé. Ba đồng bên trái, bên này ba đồng bên phải, bên sắt bên trái là ba sắt, bên phải một đặc ba. Rồi tiếp tục, bên trái là 6 lưu huỳnh được cân bằng rồi, bên đây một nhân 6. Tiếp theo em sẽ cân bằng nitơ. Theo thầy thì chỗ này nghe, chỗ nitơ này thì em nên bấm máy tính đi, 3 nhân 1 nhân 2 cộng 3 nhân 1 nhân 3 cộng 17 bằng bao nhiêu? Ba mươi hai đúng không em? Mình nhẩm nhanh là như vậy, 3 nhân 2 là 6 này, 6 cộng cho 3 nhân 3 là 9 này, 9 cộng cho 17, 32. 32 này thì chúng ta có một thay thì đặt đây 32. Và chúng ta nhìn kỹ hydro. Hydro vế trái là 32. Vị trí này đã là 12 rồi. Em lấy 32 em trừ đi 12 thì còn 20. 20 mà em chia cho 2 thì chỗ này còn lại là 10. Đó, làm không được thì hãy nhớ là gì? Mình phải kiểm tra chứ đừng có tự tin quá là sai đó. Chúng ta bấm cho thầy oxy vế trái. Oxy vế trái em lấy 32 nhân 3 là 96. Oxy vế phải 3 nhân 3 nhân 3, 3 nhân 3 nhân 2 cộng 3 nhân 3 nhân 3 cộng 6 nhân 4, bấm đi em ơi, cộng 17 cộng 10, 96 luôn em ạ. À, như vậy hoàn toàn chính xác em nhé. Đó. Rồi, chúng ta đến ví dụ 6 em này. À, trong ví dụ 6 này người ta cho chúng ta là một hợp chất có 3 nguyên tố, đừng bao giờ rảnh đi xác định của từng thằng. Khi gặp một hợp chất có kim loại và lưu huỳnh cho nó là không hết. Nitơ trong hãng NO3 là dương 5. Đồng ở đây là dương 2, dương 5 không xác định. Lưu huỳnh trong H4 là dương 6, đây là dương 3. Ở đây là dương 4.
Trong này có câu, có điều mình muốn nói các bạn đây. Sắc từ 0 lên 2. Xin lỗi, động từ 0 lên 2, sắc từ 0 lên dương 3. Còn lưu huỳnh từ 0 lên dương 6. Và ở đây nitơ dương 5, bị dương 4. Như vậy ở đây chúng ta sẽ áp dụng cho hợp chất cô đơn Cu, Fe, S2. Được chưa? Và NO2. Cái NO2 dễ làm trước đi. Trong này có một nitơ thay đổi, khoảng cách từ 5 về 4 là 1. Một nitơ thay đổi này, 5 về 4 là 1 này. Trong này chúng ta có một đồng thay đổi, khoảng cách từ 0 lên 2 là 2. Một sắc thay đổi, khoảng cách từ 0 lên 3. Trong này có hai lưu huỳnh thay đổi, khoảng cách từ 0 lên 6 là 6. Hiểu không em ơi? Rồi, chúng ta nghe kỹ. 2 cộng 3 là 5, 5 cộng cho 12 là 17. Ôi sao quen vậy hả? Rồi tiếp tục. Đây là 1. Thì bắt chéo là 1 17. 1 thì ghi kỳ lắm, thôi đặt dấu chấm đi. Đây 17. Đây là 1 đồng. Đây 1 đồng chấm. Tiếp tục. Tiếp tục của chúng ta là một sắc, một đây hai sắc chết tiêu ha. Bạn thấy chưa, bạn thấy điều mà tôi muốn nói chưa? Thấy chưa em ơi? Thầy nói là trong này thầy có điều muốn nói mà. Như vậy khi mình bắt chéo như vậy thì sắc không đảm bảo được, được chưa? Thì chúng ta nên nhân hai vào vị trí này. Hiểu 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 nhân hai vào đây, nhân hai vào đây thì chúng ta biết là bắt chéo đây là nhiêu, một 17 đúng không? Mà không được thì bây giờ mình nhân hai lên thì nhổ này nhớ nhân 34. Đó, đây là cái điều mình muốn nói đó. Có ai kiến gì chỗ này hay không? Nghĩa là khi mình bắt chéo 1,17 mình cân bằng các nguyên tố thì bên với phải nó là sắc là 2 mà bên với trái là 1 thì 1.000 năm nữa nó mới bằng, hiểu không? Do đó đây mình khống chế nó lại, nâng đôi nó lên thì cái đó là gì? Hôm nay bắt chéo là 17 1, bắt chéo là 1 17. Nhưng bây giờ thằng này nhân 2 thì thằng kia nhớ nhân 2 nữa là 34. Chứ để 17 là sai. Đó là điều mình muốn nói. Các bạn có kiến gì không ạ? Không thầy. Không thì đi tiếp. Hai đồng này, hai đồng đủ này. Tiếp tục này. Hai sắc này. Hai sắc đủ này. Dấu chấm quan trọng lắm em nha, dấu chấm tức là chúng ta đã đặt nó một cái con số 1. Tiếp tục này. Bên này là bốn lưu huỳnh này. Đây ba lưu huỳnh này, đây một được đặt bột là bốn này. Rồi chúng ta cân bằng nitơ và hydro nữa là xong. Sau đó kiểm tra oxy. Nitơ thì nó hơi phức tạp, bằng bấm cho mình đi. 2 nhân 1 nhân 2 cộng cho 34 là 38 đúng không em? 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 34 là 38. Đặt đây 38. 38 hydro đây 2 thì chia cho 2 thì nó còn lại là 19, 19 H2O. Được chưa nào? Rồi, kiểm tra đi. Kiểm tra cho mình là oxy 2 vế có bằng nhau không? Nếu không bằng nhau thì làm lại. 38 nhân 3 114. 3 nhân 3, xin lỗi, bấm từ từ. 2 nhân 3 nhân 3 oxy tiếp tục cộng 4 cộng cho 4 nhân 3 cộng 34 nhân 2 cộng cho 19. Nhiều khả năng là mình nghĩ nó là sai đấy em ơi, vì tôi thấy là gì, bơm mình nó nằm ở hydro này, khi mà nãy mình nhìn thoáng qua thì mình chắc chắn nó là sai rồi. Đây này, bên này 38 hydro này, bên này 2 hydro rồi, hiểu không ạ? Thì chỗ này đặt 19 thì hơi lố. Sửa lại giúp đi, bao nhiêu? Em lấy 38 em trừ đi 2 còn 36. 36 mà chúng ta chia cho 2 thì còn lại có 18 thôi à. Được chưa? Và cái đó lành hơn, đúng không? 18 này. 120.
gì vậy ta? 2 nhân 3 nhân 2. 2 nhân 3 nhân 2 mà đây nhân 3 rồi. Xin lỗi các bạn, nhân 2 nha. Rồi. Cộng 4 này. Cộng 3. Cộng 4 nhân 3. Đó, ok. Cộng 34. Cộng 2 cộng 18. Ok nè, bằng 114. Trước đó là 114, đủ. Hiểu không em ơi? Ê, nhìn thấy cái bài này chú cha nhiều đứa nó cái hoa mắt chóng mặt đau đầu. Dạ thưa thầy, bài này có bài chắc nhìn khó quá. Mà em đi là hì hục như một con đất. Thì đất em đi xác định CO Fe S2. Rồi, lưu huỳnh từ 2 xác đây là dương 2, đây là dương 2. Nếu em làm cái này vẫn đúng em nha, chứ không phải sai đâu. Ok, bạn hiểu mà, bạn nhìn thấy tổng đúng bằng không chưa? Rồi, bây giờ thầy làm cho nó này. Mình giờ mình cho thầy chứng vẫn mới chứng minh là con số 17 cho em thấy này. Nếu bạn làm cái khác, tức là ở đây bạn xác định nó là thằng này dương 2, này dương 2 dương 3. Thì trong trường hợp này đồng không đổi, bỏ đồng qua bên. Nếu em lỡ rồi mà, em lỡ rồi thì ba máy em phải lo, nhưng mà ba máy em lo được để thầy lo cho. Từ 0 lên 3 khoảng là 1. 1 sẽ thay đổi. Trừ 2 lên dương 6 là khoảng cách 8 đúng không em? 8 M2 lưu huỳnh thay đổi. Em thấy chưa? 1 cộng cho 16 cũng bằng 17 thế thôi. Em hiểu không? Em lỡ rồi, em lỡ thì yên tâm thầy sẽ xử lý cho em đừng có lo. Được chưa nè? Các bạn có hiểu không à? Có thầy. Cần cần cái câu này muốn hỏi chỗ nào nữa không? Câu này cũng là câu khá là hay, mình đã nói các bạn trước đó rồi. Thì trong trường hợp mình cân bằng trong câu này nó xuất hiện một tình huống hơi lạ, đó là gì? Sau khi chúng ta đặt con số là 117 thì thấy sắc bên trái là 1 nhưng sắc bên phải là 2. Vì đó lanh hơn là nhân có vị trí bên trái là số 2. Khi đó là gì? Ở đang là 1 thì chỗ này nhân 2, thì đang 17 thì chỗ này nhân 34, và cái sai lầm mà lớn nhất nằm đây. Nhiều bạn là xử lý cái chỗ này là nhân 2 rồi nhưng cái chỗ này vẫn để 17. Sai. Được chưa? Tôi với ông là 117 bắt. Được chưa? Nhưng bây giờ ông nhân lên đôi thì ông là 2 thì tôi là 34. Còn nếu mà để tôi 17 thì tôi sẽ bài toán này tôi sẽ làm cho ông sai luôn cho biết. Các bạn hiểu không? Rồi, chào các bạn, chúng ta sẽ đến một câu nữa, câu ví dụ 7. Cân bằng phương sau. Biết tỷ lệ thể tích của NO và N2O là 3 chia 2. Đây, có thể nói là câu cân bằng phản ứng sơ khử khó và cực khó luôn. Được chưa? Khi chúng ta gặp tỷ lệ thể tích thì đây là một bài toán mà chúng ta chưa bao giờ gặp trong tất cả tình huống từ buổi đầu tiên cân bằng cho đến giờ. Thì bây giờ mình trước khi cân bằng phải xác định số sao đã. Không. Nitơ trong này là dương 5. MG dương 2, thằng này là dương 2. Thằng này là dương 1. Rồi, bạn nghe kỹ. Trong trường hợp này mình thấy magie tăng. Còn nitơ chúng ta giảm, nhưng mà nó giảm hai lần. Khó không? Đó. Nhưng mà là gì nó khác với tăng hồi nãy. Hồi nãy là sắt và lưu huỳnh chúng ta, hồi nãy là gì? Nãy tăng 2, bây giờ giảm 2, nhưng mà giờ giảm không phải giảm bình thường mà giảm có tỷ lệ, hiểu không ạ? Ok. Khi một bài tập mà chúng ta cân bằng phản ứng sơ khử mà có xuất hiện tỷ lệ, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm tỷ số ha. Nghe kỹ. Chúng ta có như sau. Gặp những bài kiểu như thế này thì chúng ta làm tỷ số đó, đó 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 đó. Như vậy trong mình sẽ không dùng chát NO3 vì nó là axit, không dùng cho thằng này là muối, không dùng cho thằng này vì nó là nước. Rồi, mình sẽ có là ở đây magie thay đổi là một khoảng cách từ 0 lên 2. Khoảng cách là 2. Tiếp. Ở đây chúng ta sẽ có nitơ thay đổi, nitơ thay đổi. Được chưa? Mình sẽ dành cho NO và N2O. Nghe kỹ nha, nghe kỹ. Nghe em ơi. Trong này có một nitơ thay đổi. Khoảng cách từ 5 về 2 hoặc là 3. Nghe cho kỹ nữa tí hỏi cho dễ nha. Mình sẽ nói chậm nhất có thể. Trong này có hai nitơ thay đổi. Khoảng cách từ 5 về 1 là khoảng cách là 4. Được chưa em ạ? Rồi. Bây giờ mình xử lý tỷ lệ thể tích này. Tỷ lệ thể tích NO trên thể tích của N2O. Thể tích sẽ bằng gì? Phải bằng mol NO không? Nhân cho 22,4 không?
phải bằng mol N2O nhân cho 22,4 ohm và bằng 3 chia 2. Từ đây suy ra mol NO trên mol N2O bằng 3 trên 2. Như vậy tỷ lệ thể tích cũng là tỷ lệ mol. Do đó trong cái bài toán này được chưa, thì chúng ta sẽ có nhiều bước lắm. Nghe bước này, ở trong trường hợp này thì mình biết là ở đây mình chọn đi, mà nếu mình chọn NO là bằng 3 thì N2O là 2, tự điểm nguyên đó, cái MG điểm đó, 1 nhân 3 này nhân cho nhiêu, nhân cho 3 cộng cho 2 nhân 4 rồi nhân cho 2, được chưa em? Như vậy trong trường hợp này magie nhận bao nhiêu, thì kinh nghiệm là cho thấy là chúng ta sẽ chọn magie bằng 1 để cân bằng. Hay nói khác là ở đây người ta sẽ cho gộp hai phương trình lại, được chưa? Khi đó mình có này, đây là 2 này, chứ bấm với mẫu đi em ơi, 9 cộng cho 16 là 25 đúng không ta? Bà bấm cho thầy đúng phải bằng 2 phần 25 không? Bao nhiêu mới đó? Ủa từ em bấm máy tính sai chỗ nào hay sao thầy, từ từ 2 phần 25 đúng rồi, chính xác rồi, không sai được. ủa sao mình bấm sai vậy ta? Được chưa? Đây là dấu nhân chứ không phải dấu phẩy nha. Đừng báo dấu chấm trong cái máy tính là cái ra là sai là đúng rồi. 1,3 rồi nhân 3. Đúng không em? Chỉ có sai chỗ đó thôi, tao không nhìn vô tao không biết. Được chưa? Thầy không nhận coi bói bình thường mà coi bói hóa học thôi em ơi, coi bói bình thường không bói coi được. Ôi thầy, Đúng không? Trả lời đi, cái em nhập là 1 x 3,3. thì đó, thì biến dấu phẩy thành dấu nhân thành dấu phẩy đó, tao nói rồi mà không nghe. Rồi nghe kỹ. Như vậy nghe kỹ này, cái bước bắt chéo này quan trọng lắm. 25 2 25 thì 25 sẽ bắt chéo cho MG. Đây, mẫu số bắt chéo cho tử số và tử số thì bắt chéo cho mẫu số. Bắt chéo cho mẫu số bắt như thế nào đây? Những cái bài tập kiểu như thế này thì cân bằng nó mới khó, chứ còn tính toán thì nó cũng bình thường thôi, chỉ cần bảo toàn ngay là được hết. Thực chất là mình cho hai thằng này bằng nhau, nhưng mà hai thằng bằng nhau thì nó bằng không hiểu. Do đó đây tôi đã cố gắng biến đổi nó thành tỷ lệ. Khi người ta cho tỷ lệ thì chúng ta có dùng tỷ lệ để cân bằng, được chưa? Thì đây chúng ta đặt đây 25 bảo toàn cân bằng magie. Bây giờ tôi hỏi bạn là chúng ta đặt hai vào đây, đặt hai vào đây đúng hay sai, trả lời nhanh. Hân, thầy đặt hai vào NO và hai vào N2O đúng hay sai? Cái gì đây? Đây này, 225 thì tôi bắt chéo 25 về magie rồi, thì hai sẽ bắt chéo về cả hai thằng này là đúng hay sai? Đúng hay sai em? Hay chỉ lại đúng đấy. Mệt kinh luôn á, nãy nói không nghe. Chứ làm gì, đang cài game đúng không? Đang chép bài Đây đi này, tiếp trong. 225 này thì bắt chéo là 25 này, được chưa? Thì ta cân bằng đây, magie luôn đi cho nó nhanh. Rồi, bây giờ cái số 2 ta đặt vô đây, đặt vô đây đúng hay sai? Đúng hay sai em ơi? Nó đúng, đúng 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 hay sai? Chắc không hiểu đúng không? Chúng ta nhìn này, khi mình cân bằng có tỷ lệ, được chưa, thì chúng ta nhớ là sau khi mình bắt chéo rồi đó thì nhớ nhân cái tỷ lệ nữa là 32 vào, còn nếu không nhân vào là sai. 3 nhân 2 là 6, 12 nhân 2 là 4, tới đó là coi như là hoàn hảo. Vậy thôi, cần tôi giảng lại chỗ này không, tôi giảng lại cho rồi trước khi mình đặt vị trí cân bằng tiếp theo. Nghe nói lại nha, cái đề cho tỷ lệ thể tích là tỷ lệ mol, còn đây là tôi chứng minh cho bạn một lần thôi, còn lần sau là cứ tỷ tỷ lệ thể tích là tỷ lệ mol, được chưa nào? Như vậy thằng này là số 3, thằng này là số 2, nghĩa là đầu tiên em sẽ đặt đây số 3 trước, đây số 2 nè đó, rồi tính tiếp, được chưa em ơi? Rồi sau đó em dùng bảo toàn E này. Bảo toàn E ở đây trong trường hợp này chúng ta dùng theo phương pháp là phân số, sẽ là phương pháp tỷ lệ để chúng ta tìm ra nó bằng bao nhiêu. Sau khi tìm xong thì nó bằng 2 phần 25, thì bắt chéo 25 qua đây. Đây có 3 rồi, em nhân thêm 2 vô nữa là 6. Đây có 2 rồi, nhân 2 vô nữa là 4. Bây giờ 25
2 phần 25 thì 25 bắt chéo vào đây, 2 về đây, 2 về đây, hiểu không ạ? Thì đây là 6, đây là 4 này. Hiểu được bước này chưa? Rồi, bấm oxy, bấm meter cho mình đi. 25 nhân 1 nhân 2 bấm cho em ơi, cộng cho 6, cộng 4 nhân 2 bằng nhiêu? Sáu mươi bốn đúng không em? Tài nhẩm được 64 á, có phải không nhỉ? Chứ mình nhẩm nhanh quá đấy em ạ. 64, 64 hydro thì đây 32 H2O. Chúng ta còn có niềm tin chỗ béo anh nữa. Anh kiểm tra cho anh đi, bé anh kiểm tra này, 64 bé nhân cho 3 192 nhá. 25 bé nhân cho 3 rồi bé lại nhân cho 2, cộng cho 6, cộng cho 4, cộng cho 32 bằng 192. 192, như vậy chúng ta đã cân bằng đúng và đầy đủ. Vậy thôi, rất là đơn giản. Chúng ta đến ví dụ 8. Rồi, biết tỷ lệ mol, kệ nó đi, xác định xô xáo đã. Đơn chắc là không, lưu huỳnh trong này là dương 6, trong này là dương 2, lưu huỳnh là dương 6 không xác định. Đây là trừ 2, thế đây là dương 4. Đây là cộng 1, thế đây là trừ 2, đơn chắc là không. Kẽm tăng, lưu huỳnh giảm từ 6 về 4, giảm từ 6 về trừ 2 và giảm từ 6 về 0. Như vậy bài này còn phức tạp hơn bài nãy nữa. Hồi nãy là giảm 2 lần, bây giờ nó giảm 3 lần thì cũng bình thường thôi. Trước khi làm thì mấy đứa để cho thầy này, để nha. Trong này người ta cho tỷ lệ này, bạn hiểu nha. Có thể dưới này là người ta ghi đúng như thế này, nhưng mà trên phương trình là có trật tự nó không đúng, do đó mình nhìn cho đúng này. S đầu 2 tỷ lệ là 1, như vậy có đây sẵn số 1 rồi, tí nhân một con số vào nữa mới thả nó xuống. H2S là số 2. Tiếp, thằng này là số 3. Được chưa? Rồi. Như vậy bài này chúng ta sẽ cân bằng, người ta cho tỷ lệ thì chúng ta cân bằng tỷ lệ. Ở đây mình sẽ áp dụng cho kẽm vì nó là đơn chất. H24 là bên này có một lưu huỳnh thôi, bên với phải lưu huỳnh quá là nhiều luôn, như vậy vuông dành hết cho đằng sau. SO2, H2S và S. Em hiểu được điều này chưa? Để ta giảng tiếp. Các bạn hiểu được chỗ đó chưa nhờ? Các bạn hiểu được chỗ này chưa? Để mình giảng tiếp nào. Rồi, không ý kiến thì tất hiểu rồi. Từ 0 lên 2 hoặc là 2 em nhé. Rồi, từ 6 về 4 hoặc là 2, có một lưu huỳnh thay đổi. Từ 6 về trừ 2 hoặc là 4, đúng rồi đó. Nhật, khoảng cách từ 6 về trừ 2 là 4 đúng không Nhật? Không thể Bao nhiêu? tám Đúng rồi, chính xác. 6 về trừ 2 phải là 8, chứ 4 là sai. Tiếp tục, 6 về 0 là 6. Đó. Cái đó em lấy 2 nhân 1 kẽm mình cho hệ số 1. Tức là còn mấy thằng này NO2, SO2 chúng ta là nhân 1 vì tỷ lệ mol là 1. 8, H2S chúng ta là 2. Còn mol S chúng ta là 3. Chúng ta bấm máy tính đi. 2 chia cho 2 cộng 8 nhân 2 cộng 6 nhân 3. Từ đây mình tính được là bằng 1 phần 18. Rồi, thì hiển nhiên là chúng ta sẽ bắt chéo vô đây là 18. Được chưa? Bắt chéo đây 1. Bắt chéo đây 1, bắt chéo đây 1. 1 nhân 1 là 1, 2 nhân 1 là 2, 3 nhân 1 là 3. Tới đây hiểu chưa em ơi? Tới đó em hiểu chưa nhỉ? Hiểu chưa? Để thầy giảng tiếp. Rồi. Sau đó chúng ta cân bằng thôi, đây 18, 18 kẽm. Rồi chúng ta cân bằng lưu huỳnh cho thầy. 18 lưu huỳnh này, cộng 1 lưu huỳnh này, cộng 2 lưu huỳnh này, cộng 3, nhắm được. 24. Đây có một lưu huỳnh thì đây là 24. Chúng ta nhìn kỹ hydro nha. 24H2. Đây 2H2 rồi thì thằng này còn lại là ở đây là 22. 22H2. Rồi.
Thành thành quả cuối cùng vẫn ta được quyết định thông qua bé Oanh. Oanh ơi, kiểm tra giúp anh. 24 nhân 4. Đây. Bằng 96 ha. 18 nhân 4. Cạn ha. Cạn 20 ha. Bằng chính xác. Hai vế đều bằng nhau và bằng chính xác, như vậy chúng ta đã căn bằng đúng. Vậy thôi, rất là đơn giản. Rồi chúng ta cân bằng có ví dụ 14 này. Câu này là câu khó em nha. Rồi, ở đây người ta cho chúng ta có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5 chất. Và người ta cho tỷ lệ mol là NO là 1. Cái đây 1 tính nhân số khác. Thêm vào. Tiếp tục, N2O là 2. N2 là 3. N2O là 5. Và NH4NO3 là 7. Đó, chưa khó luôn. Như vậy trong trường hợp này chúng ta xác định số oxy hóa đơn chất là không, nhôm ở đây là dương 3 này, như vậy nó tăng lên. Tiếp tục, nitơ ở đây là dương 5, về đây là dương 2, đây trừ 2 thì đây dương 1, đây đơn chất là không, đây trừ 2 thì đây là dương 4. Ở đây mình biết rồi, cả đầu 3 là trừ 1, thằng này dương 1 để tổng bằng không thì thằng này là trừ 3. Ở đây nhận thấy như sau. Nitơ thì giảm. Giảm không phải một lần, hai lần, ba lần như hồi nãy nữa, mà giảm tới 5 lần luôn. Đó. Còn thằng này tăng. Đó. Dùng công thức thôi. Ten 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 ten. Đó. Nhôm là khoảng cách từ 0 lên 3 là 3, 3 lần qua nhôm. Chúng ta có NO, N2O, N2, NO2 và NH4NO3. Đó. Một nitơ thay đổi khoảng cách từ 5 xuống 2. Từ 5 này xuống 2 này là 3. Hai nitơ thay đổi khoảng cách từ 5 về 1 là 4. Hai nitơ thay đổi khoảng cách từ 5 xuống 0 là 5. Một nitơ thay đổi khoảng cách từ 5 xuống 4 là 1. Một nitơ thay đổi khoảng cách từ 5 xuống trừ 3 là 8. Rồi. Cái đó chúng ta thế vào. 3 nhân bao nhiêu là 1. 3 nhân 1 cộng 2 nhân 4 nhân cho 2, cộng 2 nhân 5 nhân N2 là 3, cộng như nè NO2, 1 NO2 là số mấy đây nhờ, số 5, hiểu mới đó, cộng 8 nhân 7. Kiểm tra lại này, 1 2 3 5 7 rồi. Tính cho mình bằng bao nhiêu em ơi? Bấm đi. Bằng bao nhiêu mới đó? Bấm đi, muốn nhanh thì bấm đi chứ tôi để bấm nó mệt. Bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu? Một trăm mười hả thầy? Đúng rồi, 3 phần 110, bấm bấm cho đã hết chứ. Nó mẫu không vậy? Rồi. Ba phần một trăm mười thầy ơi. Rồi, bây giờ nhân vô thì nhớ cái mũ ở đây này nha. Mũ cho sẵn rồi đó. Thì bắt chéo là 110 về đây. 3 nhân vô đây là 3. Nhân vô đây là 6. Nhân vô đây là 9. 3 nhân cho 5 là 15. 3 nhân 7 21. Rồi. 110 nhôm, đây có một nhôm thì đây 110. Rồi chúng ta kiểm tra cho thầy nitơ. Bấm máy tính nitơ cho tôi bằng bao nhiêu, tôi đọc cho bạn bấm. Sau khi tôi đọc xong là ra kết quả cho tôi luôn. 110 nhân 1 nhân 3 cộng 3 cộng 6 nhân 2 cộng 9 nhân 2 cộng 15
cộng 21, trong này có 2 nitơ nhân 2 bằng, mà sao lâu nhỉ? 420 này. 420. Rồi, 420. 420 hydro trừ, bấm đây, 21 nhân 4. Rồi, chia 2. Nước bao nhiêu? Phải là 168 không? Rồi. Như vậy kiểm tra cho oxy cho mình, nếu oxy đủ hai vế bằng nhau là đúng. 420 nhân 3 1260. Bên này 110 nhân 3 nhân 3 cộng 3 cộng 6 cộng 15 nhân cho 2 cộng 21 nhân 3 cộng 168. Hy vọng là có 1260. 1260, ok, yeah baby. Có vậy. Nói chung là kiểu nào cũng làm được hết đó. Vậy thôi.